Máy in Tân Bình xin chào tất cả các bạn. Mình xin giới thiệu đây là dòng máy in HP Corner Laser Z M176N, là dòng máy in laser màu, in scan và copy, là in qua cổng USB và cổng mạng LAN. Hôm nay mình xin hướng dẫn cách sử dụng, cách gắn hộp mực và cách cài đặt mạng LAN cho máy in. Sau máy in, đây là cổng cắm USB, và dưới đây là cổng mạng LAN, và dưới đây là cổng cắm dây nguồn. Và mình sẽ cắm luôn nguồn cho máy và luôn cổng mạng LAN. Đó, sau khi mình cắm vào cổng LAN thì đã có cái đèn màu xanh và đèn màu vàng của dây LAN nhấp nháy. Mình sẽ gắn khay giấy, đây là khay giấy. Máy này chỉ dùng duy nhất một khay, khay giấy này thôi, không có khay phụ. Nhất một khay. Đây là bàn phím của máy in, nút phím tắt nguồn. Phím này là phím tắt nguồn. Bốn gạch này tượng trưng cho đen, vàng, đỏ, xanh. Phím này là phím photo màu đen, phím này là phím mô tô màu. Phím này là phím hủy, và một số phím cài đặt thì bạn sử dụng thì cũng không cần quá quan tâm. Đó, hiện tại máy đang báo là đờ rung, thì mình cũng chưa có gắn rung mà chưa gắn mực để gắn cổng rung, cũng để gắn cổng rung cho bạn mở giống như mình. Ở này lên sau tiếp dỡ nắp này lên và tiếp tục dỡ nắp này lên. Dưới bên dưới đây là chỗ để cắn cổng rung, thì chúng ta phải mở cái lấy màu xanh nha, gạt cái lấy màu xanh nha, sau đó chúng ta mới gắn cổng rung vô. Sau khi gắn xong thì chúng ta đóng cái hai cái lấy màu xanh xuống, đóng cái nắp này xuống. Rồi bây giờ mình tiếp tục gắn hộp mực vô. Khi gắn hộp mực vô thì chúng ta cứ để ý phía bên trong. Đó, phía bên trong đây là biểu tượng đang ký hiệu là màu xanh. Đó. C là màu xanh. Đấy. Thì chúng ta sẽ gắn hộp mực màu xanh vô. Cầm hộp mực màu xanh thả xuống, sau khi mực vào được rồi thì mình sẽ đóng nắp xuống và mình bấm cái phím này. Mình sẽ để gần hơn cho mọi người thấy. Đó. Mình bấm cái phím này thì máy sẽ chạy một vòng, xong mình này sẽ chạy một chút thôi, chứ không phải một dòng, để chạy một chút sẽ qua cái màu vàng. Đây, mình sẽ quay vào sát nguồn, đó là biểu tượng màu vàng. Mình tiếp tục gắn hộp mực màu vàng. Khi gắn xong mình đóng cái nắp xuống và tiếp tục mình bấm cái nút này để cho máy tiếp tục chạy. Xong chờ chạy khoảng 5 đến 10 giây thì chúng ta lại tiếp tục rửa máy ra. Tiếp tục máy đang báo là gắn màu đỏ.
thì mình sẽ gắn hộp mực màu đỏ vào. Chúng ta cứ gắn xong đóng nắp lại và bấm nút này. Chúng ta nghe chừng nào máy chạy, chừng nào máy ngừng thì chúng ta tiếp tục dở nắp lên, gắn hộp mực tiếp theo vô. Sau khi máy chạy xong, ngừng thì mình tiếp tục lại mở nắp, gắn hộp mực màu đen vô. Mình sẽ gắn tiếp theo là một cuối cùng là màu đen. Sau khi gắn vô thì mình sẽ đóng nắp lại. Chúng ta tiếp tục chờ cho máy in bia mực. Sau khi máy in đã nhận báo nhận 4 hộp mực, màn hình đã báo chữ đen đi và báo luôn cái địa chỉ IP luôn. Đây là màu mực màu xanh, màu đen, vàng, đỏ, xanh, 4 màu để biểu tượng báo mực. Mình đã gắn hộp mực làm rồi nên đã báo đầy đủ, đầy 100%. Sẽ tiến hành cài màng lan cho máy in. Để cài màng lan cho máy in thì chúng ta phải qua máy tính. Trên máy tính chúng ta vào Google, mình có chữ driver Razer 176L. Mình vào luôn của hãng mình cài. Mình tải luôn bản full. Sau khi tải xong, mình mở cái thư mục. Trên máy tính của mình thì nằm trong phần download. Mình bấm chuột phải và bấm open. Bấm next, mình kích chuột vào cái ô vuông, sau đó tiếp tục. Bấm tiếp tục. Rồi, đến đây thì cổng bên trên là cổng cài USB và bên dưới là màng lan. Mình muốn cài màng lan thì mình select vào cổng bên dưới và mình sẽ bấm next. Rồi,
Bây giờ đã tìm ra được, thấy được chỉ địa chỉ IP là 192.168.1.6. Mình tiếp tục bấm next. Quá trình cài driver đã hoàn tất, mình sẽ in ra bản đi test. In ra màu, trong quá trình in màu thì tốc độ in là khá là chậm, 1 phút thì chỉ được khoảng 4 đến 5 tờ thôi các bạn. Đây là bản in test mình mới in, in test xong đây. Đây 176 rồi. Tiếp tục mình sẽ hướng dẫn cách copy và cách scan luôn. Sau khi chúng ta cài driver thì sẽ một scan sẽ hiện lên ở đây, mình như máy tính mình nằm ở đây, mình sẽ mở lên. Rồi. Đây là số thông số, đây lên đây là khổ giấy, mình chọn khổ A4, đây là color là màu, mình bấm sổ xuống rồi có đen trắng và màu, thì các bạn scan cái gì thì chọn cái đó. Đây là độ phân giải, mình để 200 thôi. Mình để đấu của mình. Bên này là file PDF. Rồi mình chỉ bấm nút Start Scan thôi. Mình sẽ zoom ra to một để cho các bạn thấy rõ hơn. Rồi như này là bản scan. Nếu chúng ta không ngừng thì chúng ta có thể bấm vào nút đích là để tắt đi và chúng ta scan lại. À, chúng ta có thể chỉnh độ ánh sáng. Đây là mình chỉnh độ ánh sáng này. Mình có thể kéo ra một chút. Đó, nó sẽ sáng quá, nó sẽ mờ. Đó, đây mình trả về ban đầu. Và bên dưới này là độ tương phản. Đó, nếu các bạn muốn đậm hơn một chút thì có thể nhích lên một chút. Bạn đó, rất là đậm, bạn thấy không? Mình trả về trạng thái ban đầu khoảng 50% là điểm giữa. Thì các bạn ưng như thế nào thì các bạn chọn cái đó, xong rồi các bạn seal lại. Các bạn muốn lưu ở đâu thì các bạn lưu thôi. Như vậy là quá trình scan cho máy đã thành công. Mình sẽ hướng dẫn cách copy. Để copy thì chúng ta mở cái nắp này lên. Đó. Mình đã có tờ giấy sẵn đây rồi. Đó, tờ giấy mà nãy mình scan ạ. Các bạn copy hay các bạn scan thì các bạn cũng đều bỏ cái tờ giấy đó. Như này mà mình sẽ úp cái tờ này xuống và chỉnh sát góc bên trái. Đó, sau đó mình đóng cái nắp này, mình
mình chỉnh cái màn hình cho nó rõ một tí. Rồi chúng ta khi chúng ta copy thì copy đen trắng thì chúng ta bấm vào đây, và copy màu thì chúng ta bấm vào đây. Nếu mình copy màu thì mình bấm vào đây, mình copy màu luôn. Nói chung là máy in màu, cho dù là copy hay là in thì nó cũng đều rất là chậm so với máy đen trắng. Nhưng máy in màu thì copy nó cũng sẽ nhanh hơn đen trắng một chút, nhanh hơn so với in một chút. Đó, đây là bản copy, mình mới copy. Bản copy. Sau khi copy xong thì đó. Đây là mình sẽ copy đen trắng, mình sẽ copy thử một tờ đen trắng này. Tờ này là tờ mình mới in test sau khi cài bằng nan, mình sẽ in copy đen trắng. Rồi, mình sẽ bấm vào phím này để copy đen trắng. Rồi, như các bạn thấy là logo là không có màu luôn, nó sẽ ra màu đen, logo là không có màu. Đó, như các bạn thấy đây, đầu nó có màu xanh. Sau khi mình chọn chế độ copy đen trắng thì sẽ không còn màu nữa. Như vậy là quá trình hướng dẫn sử dụng và cài đặt hàng lan cho máy in laser màu HP176L đã thành công. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào các bạn.